Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Trong video này mình xin nói về vấn đề là một số kinh nghiệm hoặc là lưu ý khi đi thuê nhà ở Nhật. Thì video này dành cho những bạn mà chưa có kinh nghiệm đi thuê nhà, ví dụ như các bạn du học sinh mà ở ký túc xá chưa có tự thuê nhà, hay là những bạn thực tập sinh ở chung với nhà của công ty thuê á, chưa có kinh nghiệm ra thuê nhà đó. Thật ra thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm thuê nhà, nhưng mà mình lướt web nè, rồi mình thấy trên Facebook nè có nhiều bạn chia sẻ lại những kinh nghiệm và những lưu ý khi đi thuê nhà, cho nên mình muốn ghi ra đây để các bạn nào có muốn tìm thông tin á, thì có thể biết được một chút xíu về kiến thức khi đi thuê nhà ha. Thật ra thì thuê nhà ở Nhật cũng hơi khác ở Việt Nam, cho nên là nhiều bạn nhiều khi cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Thì trước tiên là loại nhà cần thuê. Nếu như mà các bạn là sinh viên sống một mình thì có thể thuê nhà dạng là 1R hay là 1K. 1R là loại mà một phòng phổ biến cho mấy bạn sinh viên, có bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhưng mà phòng thì khá nhỏ gọn, chỉ dành cho một người ở thôi. Còn 1K thì cũng là phòng có một phòng ngủ và có bếp riêng, tuy nhiên thì hình như nó hơi rộng hơn 1R một chút xíu ha. Và giá của hai loại phòng này thì cũng rẻ hơn những loại phòng khác. Thuê nhà ở Nhật có rất là tốn chi phí và thủ tục cũng rất là phức tạp nữa, vì vậy các bạn cần xem xét cẩn thận. Nếu có gì không biết thì đi hỏi những người xung quanh ha. Thường ở Nhật thì thuê nhà thông qua môi giới, vì đa số những căn hộ ở Nhật người ta đều ủy thác cho những công ty môi giới để người ta tìm kiếm khách hàng đó. Và nếu mà bạn muốn tìm nhà thì cũng rất dễ dàng, chỉ cần liên hệ với công ty môi giới thì họ sẽ tìm giúp bạn đúng cái yêu cầu, điều kiện và số tiền bạn muốn thuê. Tuy nhiên thì bạn phải trả phí môi giới thường khoảng một tháng tiền nhà ha. Để mà thuê được nhà thì bạn phải chứng minh là mình có khả năng chi trả nè. Ví dụ như bạn có công việc làm ổn định hoặc là có tiền tiết kiệm. Ngoài ra thì hoặc là còn phải có người bảo lãnh nữa ha. Thì sau đây mình xin nói đến vấn đề người bảo lãnh. Đa số khi thuê nhà thì bạn cần phải có người bảo lãnh để yêu cầu đảm bảo bạn sẽ trả tiền nhà, hoặc là nếu mà có sự cố gì xảy ra đó thì người ta không liên lạc được với bạn thì sẽ còn có người chịu trách nhiệm và cần người liên lạc khẩn cấp. Giống như là nếu mà người ta không liên lạc với bạn thì người ta muốn thông báo với bạn cái gì, nội dung gì đó thì cũng không thông báo được, cho nên là cũng cần phải có người liên lạc khẩn cấp ha. Để mà không liên lạc được với bạn thì người ta sẽ liên lạc với người đó ha. Đa số các công ty đều yêu cầu người bảo lãnh hoặc người liên lạc khẩn cấp. Khẩn cấp là người Nhật hoặc là người có vĩnh trú. Nếu các bạn không có người quen, không có bạn bè người Nhật hoặc là người vĩnh trú thì các bạn có thể liên hệ với những công ty mà người ta bảo lãnh đó. Tuy nhiên thì các bạn phải trả tiền phí cho người ta nhé. Và tiếp theo là tiền lễ. Thì tiền lễ là phí không hoàn lại đóng cho chủ nhà khi mà ký hợp đồng. Tiền này có thể sẽ là 1 hoặc 2 tháng. Tuy nhiên dạo gần đây thì tiền lễ này được hủy bỏ, vì cộng thêm phí này nữa rồi những phí khác nữa thì rồi sẽ rất là cao, cho nên là không có người thuê. Và đa số các bạn sẽ tìm những nhà giống như là share house nhiều hơn ha. Và khi nào thì thu tiền lễ này? Thì tiền này là đa số những căn hộ mà được ưa chuộng, được yêu thích, hoặc là những căn nhà gần ga rồi đó rất là tiện lợi thì người ta sẽ thu cái phí này ha. Tuy nhiên hiện tại thì đa số những công ty đều không thu phí này nữa, nó được lược bỏ rồi ha. Và tiền tiếp theo là tiền cọc. Thì đa số nhà ở Nhật á, thường người ta đều thu tiền cọc, bởi vì để mà đảm bảo sau khi mà bạn dọn đi đó có tính chi phí sửa chữa gì đó thì người ta sẽ trừ đi cái chi phí đó. Nếu mà không thu phí cọc á, thì lỡ như mà bạn trốn luôn, bạn không trả tiền á, thì người ta lo lắng không có đảm bảo, cho nên người ta thường là thu tiền cọc khoảng 1 đến 2 tháng tiền nhà ha. Và nếu có hư hỏng gì á, thì người ta tính phí sửa chữa, sau đó sẽ trừ ra, nếu còn dư thì sẽ hoàn trả lại cho bạn. Tuy nhiên mình thấy trên trang web và trên Facebook mọi người có chia sẻ như thế này.
Có nhiều trường hợp người ta nghĩ mình là người nước ngoài đó, cho nên là người ta thu phí sửa chữa rất là nhiều, không đúng như giá trị hư hỏng mà người thuê phải trả. Vì thế trước trước khi dọn vào ở thì các bạn nên chụp hình lại toàn bộ khung cảnh văn phòng và chụp hình lại cho cẩn thận những chỗ nào mà bị hư hại gì đó. Rồi để hình ở đó, sau khi mà bạn dọn đi á, bạn cũng nên chụp hình lại để mà đối chiếu, đề phòng trường hợp mà bị đền bù thiệt hại quá nhiều ha, không phải lỗi của mình. Thì chỉ có mình có chứng cứ rõ ràng mình mới nói chuyện với người ta được thôi. Bởi vì mình là người nước ngoài, mình không có giỏi tiếng Nhật nữa. Rồi mình nói thì nhiều khi người ta không tin. Nói chung là các bạn nên có chứng cứ để nói chuyện với người ta. Thì có chứng cứ thì không có ai có thể chối cãi được. Cho nên là các bạn lưu ý, mình thấy trên mạng á, các bạn thường hay chia sẻ là như vậy ha. Khi mà mình vào ở thì mình chụp hình, rồi sau khi dọn đi mình cũng chụp hình để cho chắc chắn nhé. Thì trong kinh nghiệm thuê nhà nó rất là nhiều điều cần lưu ý, mà mình quay video thì chỉ được 10 phút thôi, cho nên là mình sẽ quay tiếp video ở phần sau, là phần 2, phần này là phần 1 ha. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mong rằng các bạn hãy ấn thêm, nếu mà thấy video này có ích thì các bạn hãy ấn like, comment, share và theo dõi kênh để ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.